Chào các bạn, mình mới ngủ dậy các bạn ơi. Đã bao giờ các bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi khi mà ngày nào các bạn cũng phải vào Minecraft đã đi đào mới có thể tìm được kim cương không? Còn đối với mình á, khi mà mình nhận nhiệm vụ á, mà đi tìm nguyên liệu á, là mình đào đi tìm kim cương rất là mệt luôn các bạn. Nhưng mà không sao, các bạn yên tâm đi. Trong video ngày hôm nay, mình đã có một cái giải pháp giúp cho các bạn không cần đi đào kim cương nhưng vẫn có kim cương để xài. Nghe xong cái này các bạn kêu anh Lenderman hư cấu ghê, không đi đào kim cương thì lấy đâu mà xài. Ok, thực ra thì mấy ngày trước á có mấy cái bạn fan nói là sẽ gửi cho mình một cái thứ này giúp cho mình á là có kim cương để xài mà không cần phải đi đào luôn bạn, mình không cần phải đào một tí gì luôn. Mình nghe vậy cái mình mừng quá. Ok, để mình ra coi coi mấy bạn có gửi cho mình chưa. Mình giới thiệu cái hòm thư mới của mình luôn. Ten ten, đây là cái hòm thư mới của mình, có bướm nè, có hoa màu hồng nam tính nè các bạn. Ok, để mình coi coi có thư không. Quá trời thư luôn nè các bạn. Cái này không phải là thư của fan mà cái này là chỉ là mấy cái tờ giấy quảng cáo này nọ. Vậy là chưa có quà rồi các bạn ơi, vậy là fan chưa có gửi tới rồi. Ok thôi, vậy bây giờ mình sẽ dắt con chó này đi, mình sẽ lấy cho nó một ít thịt. Mình lấy cái máy bay này ra cho chơi, đợi tí để buồn, đợi tí nữa người ta gửi tới rồi. Đi 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 đi, rồi mình cho các bạn coi nha, nãy giờ chưa, người ta chưa gửi rồi, bây giờ đặt ra nè. Ui đợi máy bay của mình xịn chưa. Ok, bây giờ mình sẽ dắt con chó này cho nó đi vệ sinh cái đó các bạn. Ơi buồn ngủ quá. Lao 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 cho nó. Trời ơi buồn ngủ quá mà phải đi tắm cho chó nữa, khổ thiệt. Thôi đi lên tắm vậy đủ rồi. Đi lên nào. Lên lên lên. Trời, nó không chịu lên luôn các bạn. Ôi bình thường nó sợ tắm lắm mà giờ nó tắm nó không chịu lên luôn kìa. Các bạn nhìn kìa. Ok nó lên kìa. Đang vũ 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 nữa kìa. Rồi thôi cho nó về. Ai, nãy giờ không biết người ta có gửi cho mình chưa nữa. Ôi cái máy bay này. Nãy giờ cái máy bay này lượm cho mình được hai quả trứng nè các bạn. Quăng thử coi có gì không. Không có gì hết. Ok để về coi coi có chưa. Có cái gì nè. Ủa một cái gậy các bạn ơi, một cái gậy để mình lấy coi. Cây gậy này quá đã luôn. Cây gậy này là cây gậy gì đây? Để mình quăng ra coi. Wow cây gậy này bự thiệt các bạn. Wow quá dữ luôn. Để mình, vậy là cây gậy này để làm cái gì? Ủa sao bạn nó kêu là có tặng cho mình cái gì mà có kim cương để xài mà không cần phải đi đào mà sao lại có cái gậy này? Để mình thử đập đập coi được cái gì. Cái gì? Oh man. Cái gậy này tạo ra sấm sét các bạn, để mình thử nó. Tạo ra sấm sét nè các bạn. Oh my god, cháy con gà luôn. Ghê ghê ghê. Ôi trời mưa rồi, trời mưa rồi. Ok, tôi vô nhà núp, vô nhà núp. Ôi cây gậy này, tôi để hết mưa cái mình review cái cây gậy này cho các bạn coi coi cây gậy này nó như thế nào ta. Ok, cuối cùng cũng tạnh mưa rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy mấy cái thịt này ra, mình lấy mấy cái vũ khí này ra không đi. Tí nữa lỡ trời tối rồi như thế nào mình không biết đúng không? Đó. Rồi thôi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để mình thử sử dụng cái cây gậy này coi như thế nào. Ủa máy bay của mình. Ồ cái máy bay này nó lì ghê các bạn, nó không hết pin luôn. Nó vẫn còn pin nó chạy nè, ghê thiệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử coi. Các bạn thấy gì không? Ô, ai đây? Ai đây? Ủa sao sao này nó có ừ này nó có cái ba lô đằng sau nè các bạn. Ô ghê 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 ghê. Ok để mình ô mình tạo ra được thêm nè. 2 3 con, 4 con. Ô ui các bạn để ý nha, khi mà mình tạo ra cái tự nhiên cái thành thức ăn của mình bị giảm nè. Vậy là tạo ra mấy con này cái mình bị đói. Ok rồi sao nữa ta. Tạo ra mấy con này rồi làm gì nữa. Ủa vậy thôi hả, để mình coi coi. Mình bật được cái gì nè. This my step là cái này giúp cho mình có thể đào được nè. Đó cái này là đi đào, vậy là chắc chắn là cái này giúp cho mình có thể đào được kim cương rồi. Treat my là giúp cho mình có thể vừa đào mà vừa chặt cây luôn các bạn. Còn cái này là never mind là không có đào. Đích này là reset expansion, là giúp là reset lại những cái này nè. Là cái những cái này mình có thể đặt được cái độ chiều rộng nè, chiều cao nè. Ok quá là hay luôn. Ok vậy bây giờ cái này là sao ta, để mình thử thử coi. Cái cây này bây giờ mình sẽ để bây giờ mình thử cho nó chặt cây coi. Chặt cây thì bây giờ đi đâu ta. Bây giờ mình sẽ leo lên cái núi đó để coi coi nó chặt mấy cái cây trên cái núi hay không nha các bạn. Ok, cuối cùng đã lên được trên cái núi này rồi các bạn ơi. Wow, cái núi này cây rất là nhiều luôn. Rồi, để bây giờ mình sẽ thử coi coi là những cái mấy con kia rồi. Nó biến mất rồi các bạn. Ok, mình sẽ tạo ra lại nó. Ok, rồi, rồi, rồi. Oh man, tạo ra mấy con này hao tổn thức ăn quá. Không, chưa gì là mình đói rồi. Mình tạo ra cái là mình đói liền. Rồi, thôi bây giờ á, thì mình sẽ thử coi, cho tụi nó đi đào coi. Chip mine, rồi. Wow, hay vậy. Cái này là giúp cho mình đào gì đây? Cái này vừa đi đào vừa chặt cây được nha các bạn. Rồi mình sẽ thử bấm vào cái cây này coi. Tụi nó có cầm cái cây gì kìa.
mất cái cây luôn. À, nó cầm cái rìu các bạn. Kìa, các bạn nhìn trên tay nó cầm cái cây gì kìa, cái rìu. Ồ, ghê ghê. Chưa gì hết là lủi mấy cái cây rồi. Ghê vậy. Oh man, mấy con này. Oh what. Nó chặt chỉ trong 1-2 giây là nó đã chặt hết một cái cây rồi các bạn. Mà chưa tính là nó chặt lụi. Nè các bạn nhìn cái cây này nha, nó đang chặt nè. Đó, cái cây này hơi bự, nó chặt hơi lâu. Để coi coi nó chặt như thế nào. Cái con này, cái cây này nó lâu vậy ta. Các bạn thấy chưa. Nè trên tay nó cầm một cái rìu. Ủa rồi, mấy con này đi đâu tiêu hết rồi. Đâu rồi, ủa tụi bay đi đâu rồi. What? À nó đây nè. Nè nó cầm cái rìu nè các bạn thấy chưa. Thấy chưa. Ghê, ok. Nó chặt để nó chặt lụi hết cái cây, mấy cái cây trên đây luôn nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó chặt tiếp nha. Keep my... Ê nó đang chặt nè. Cho nó chặt tiếp. Rồi chặt tiếp đi mấy em. Bập. Chặt. Đó đang chặt các bạn. Nó chặt giống mình các bạn. Nó lấy tay nó đập vô nữa các bạn thấy không. Đó ghê chưa. Bốn con nó chặt một phát. Một là bốn cái cây rồi. Đó lấy tay nó chặt. Ủa sao nó có rìu nó không chặt mà nó lấy tay nó chặt. Mấy con này chắc nó cũng bị vấn đề giống thằng Núp rồi nè. Nó bị khiên các bạn. À, ok để cho tụi nó chặt xong hết những cái cây trên đây đi. Rồi để tiếp theo là coi nó làm được cái gì. Ok các bạn nhìn nè, khi mà nó về cái nó cho gỗ. Đó nó đưa gỗ cho mình các bạn thấy chưa. Ok mỗi lần nó đi về là nó đưa cho gỗ cho mình. Khi mà nó chặt xong, bây giờ các bạn nhìn cái đồi này bây giờ thành đồi chọc rồi thấy không. Từ một cái đồi bình thường. Đó đưa gỗ nè thấy chưa, quá dữ luôn. Đây này giao nộp. Bây giờ mình sẽ kêu mấy này là đệ tử. Tại vì mình nói là nó nghe lời mà thấy chưa. Giao nộp cho mình liền các bạn nhìn nè. Gỗ mình lụm được quá trời luôn nè các bạn. Quá trời luôn các bạn nhìn trên đây nè. 64. Nó chặt rất là nhanh các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống núi. Rồi sau đó mình sẽ... Ui cao quá giờ sao ta. Nhảy xuống luôn. Cha. Bây giờ là mấy này sẽ là đệ tử của mình nha các bạn. Chứ nó không phải là thú nuôi. Tại vì nó là giống với con người chứ không phải là nó là con thú. Cho nên là mình sẽ gọi nó là đệ tử của mình. Rồi nãy giờ thì cho nó chặt cây đã rồi. Các bạn thấy không? Hồi nãy cái đồi trên kia rất là nhiều cây. Nhưng mà bây giờ nó đã thành đồi chọc rồi các bạn. Mấy con này nó lụi, nó làm mấy cái thằng đệ tử của mình nó trở thành lâm tặc. Cho nên là chặt hết cái cây của mình luôn rồi. Rồi thôi bây giờ á, thì mình sẽ giải phóng cái chỗ này để cho mấy thằng đệ tử của mình nó đào. Ủa đệ tử mình đâu hết rồi. What? Ok mình sẽ phải... Rồi thôi bây giờ mình sẽ cho mấy thằng này nó... Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy đệ tử mình xuất hiện nha. Piu. Ui mình đói rồi các bạn, thấy chưa gì mà mình... Cái thanh thức ăn của mình kìa. Wow ghê thiệt. Chưa gì là mình đã đói rồi. Công nhận mấy này nó hao tổn thức ăn của mình ghê. Rồi bốn con nó chỉ tạo được bốn thằng thôi các bạn, bốn đệ tử. Rồi bây giờ mình sẽ cho đệ tử của mình nó đi đào nha các bạn. Rồi ok bây giờ mình sẽ cho nó đào ở đây. Oh yes nó đào rồi các bạn ơi. Để mình chỉnh cho nó where the clear cho nó hết mưa cái cho mấy bạn nhìn cho nó rõ. Đó kỳ vậy. Rồi trời ơi thiệt tình. Đây các bạn nhìn nè, chưa gì nó đào được nữa các bạn. Thấy chưa các bạn, thấy nó đào chưa. À và khi nó đào hình như là trên tay nó cầm cây sẻng thì phải. Đúng không ta. Oh man nó đào, nó cầm cây sẻng thiệt nè các bạn. Ôi giờ mình mới để ý nè. Là khi mà nó đào á là nó có xây cầu thang đàng hoàng nha. Người ta có xây cầu thang đàng hoàng chứ không phải là người ta đào thẳng xuống giống như mình đâu. Người ta xây cầu thang đàng hoàng. Ơi nó cầm cây sẻng đúng nè các bạn. Cây sẻng các bạn thấy không, trên tay nó cầm cây sẻng kìa. Đó cây sẻng kìa. Ok bây giờ mình sẽ... bây giờ tụi nó đào rồi, mình sẵn mình xuống mình đào phụ tụi nó luôn. Cho để đào cho, để đào phụ cho khỏi cần đào. Ôi cái máy bay của mình. Ok ui chết rồi. Mình lỡ phá cái cầu thang của nó rồi. Lắp lại cho nó. Ok lắp lại để nó chửi. Ok tụi nó đang làm mà mình là phá hư của tụi nó, nó chửi á. Ok mấy này là đệ tử của mình mà. Rồi ok được rồi đó, trở lại. Ui. Rồi bây giờ thì mình đã có cái la bàn rồi đó. Cái la bàn ở đây thì mình đã tìm thấy được có sắt và có bạc và than rồi các bạn. Để mình thử đào coi có không. Rồi mấy đệ tử của mình cho nó đào đi. Ui mấy quỷ này cho đừng có đường nữa. Rồi bây giờ thì mấy thằng này nó đang chuẩn bị đang đào. Mình sẽ cho nó đào sâu xuống để coi có cái gì không nha các bạn. Ok chưa gì các bạn đã thấy bạc rồi thấy không. Có bạc rồi quá tuyệt vời. Ok có cầu thang đi lên nè. Dữ chưa. Các bạn thấy chưa, mới có khoảng 30 giây thôi mà tụi nó đã đào rất là sâu rồi. Và mình cảm thấy tụi nó đào còn nhanh hơn mình nữa. Đó, đào rất là nhanh luôn các bạn. Ơi hai thằng kia định bỏ trốn cơ. Ê, bỏ trốn cũng được nha, chó sói mình nó chặn lại liền. Ok, để tụi nó đào tiếp đi các bạn. Wow, các bạn nhìn kìa. Có bạc với có than rồi kìa, quá dữ luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái la bàn này để mình coi có kim cương không. Mình cho tụi nó đào. Ui, tụi nó đào sâu quá các bạn ơi. Sâu thiệt luôn á. Ở dưới này tối thui rồi, mình không có thấy gì hết á. Bây giờ tụi nó không biết tụi nó đào xuống đây không ta. Chắc là tụi nó sẽ đào xuống tới đây luôn. Mà mình bây giờ mình không có đuốc giờ sao các bạn. Ui tối quá các bạn không có thấy đường. Để mình mình phải cần tìm được kim cương kìa. Mình cho tụi nó đào. Để mình coi kim cương ở đây có không. Thôi mình sẽ đào xuống một tí để mình tìm kim cương rồi mình cho tụi nó đào tiếp nha.
Ok, tại vì ở chỗ này nó hơi tối, các bạn không có thấy rõ đâu. Các bạn thấy có một cái hố dưới kia chưa? Thì hồi nãy mình đào xuống đó và mình sử dụng cái la bàn á, thì cuối cùng nó đã có kim cương rồi các bạn. Ok, nhưng mà bây giờ á, mình sẽ cho mấy anh này nó đào xuống tiếp. Đó, nó đang đào cầu nguyên một cái đường xuống đó các bạn. Đó, đào rất là nhiều. Rồi, mấy anh này chuẩn bị nó tàn hình rồi các bạn ơi. Bây giờ thì nếu mà nó tàn hình mình sẽ cho nó trở lại. Ok, khi mà nó trở lại là sẽ rớt ra đồ nè. Đó, nãy giờ nó đào được than rồi nè các bạn. Đó, than quá trời luôn nè. Wow, nhưng mà nhiều đồ quá thì làm sao mà mình nhặt được hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là tạo tụi nó ra. Và mình sẽ cho tụi nó đào tiếp nha. Rồi, nhưng mà lần này á là tụi nó sẽ phải xuống dưới đây với mình. Xuống dưới đây mấy em, xuống dưới đây. Ok, các bạn thấy ở dưới cái la bàn của mình đã có kim cương chưa? Và mình sẽ cho tụi nó đào theo cái hướng này. Ok, úi từ từ. Ấu quá. Rồi, mình sẽ cho nó đào theo cái hướng này nha các bạn. Thì để nó đào theo cái hướng này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ hồi nãy. Đó chính là cái chế độ chặt cây. Thì cái chế độ này á, ok, nó đặc biệt một cái là các bạn nhìn nè, nó sẽ đào như thế này hoặc là đào như thế này. Đó, mình có thể chọn được cái chế độ nó đào như thế nào cũng được. Mà bây giờ mình cũng chưa biết chọn cái nào nữa. Ok, mình sẽ cho nó chọn cái này. Alright, nó đã xuống rồi. Và lần này cái tai của nó đã đổi thành cây cúp rồi các bạn. Cây cúp rồi các bạn thấy không? Đó, cây cúp kìa. Đó, chứ không phải là... Ôi, hồi nãy mình như mình tạo có một con rồi đúng không? Hồi nãy mình tạo nhiều lắm mà. Đó, khi mình bấm như vậy nè, tụi nó sẽ trở lại và tụi nó không có đào nữa các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Ủa nhưng mà hồi nãy mình nhớ mình tạo ra nhiều lắm mà. Trời ơi, mấy ông nội này ông làm biếng. Mấy ông đệ tử này mấy ông làm biếng, mấy ông trốn việc các bạn. Thiệt là hư quá đi, thiệt là hư quá đi. Rồi, đào hẳn túi cho anh. Đấy, cắm đuốc cho mấy em nè. Ok, nó cầm trên tay là cái cây cúp nè các bạn. Ôi, mấy thằng này không làm việc nè các bạn. Lười biếng, có một mình thằng này nó làm à. Thiệt luôn á, có một mình thằng này làm à. Oh, what? Ôi, sao nó lắp lại? Ok, hết hồn. Tự nhiên tưởng nó tự lắp nó lại chứ. Để coi. Ôi, nó cắm đuốc rồi các bạn. Nó tự cắm đuốc luôn. Ở đâu mình đi theo nó coi, để coi nó cắm đuốc. Ý, có con chó sói này. Ui, có vàng rồi nè. Có vàng các bạn thấy chưa? Chưa, ôi kim cương nằm bên đây mà. What? Em đi xa rồi em ơi, em đi xa quá rồi. Ý, nó tự cắm đuốc nè các bạn. Con này nó tự đi, nó đi xa quá rồi. Mình sẽ cho nó. Rồi, thằng nào làm việc nữa? Thằng nào? Ok, thằng này làm việc rồi các bạn. Đó, thằng này chỉ làm việc rồi. Vậy nếu mà thằng này làm việc rồi thì mình sẽ cho thêm thằng này. À, là nếu mà đào theo chế độ này thì chỉ có một từng thằng làm thôi, chứ không có làm được nhiều. Vậy bây giờ mình sẽ cho tụi nó đào theo cái đường hàm này luôn. À, mấy anh này nên siêng năng lắm các bạn. À, tự cắm đuốc luôn nha, mình không có cần phải cắm nha. Đó, tự cắm đuốc luôn. Wow, tuyệt vời. Mấy con chó sói này thiệt chứ. Chắc mình cho nó tiêu đời luôn quá. Ơi, cắm đuốc lên tối quá bạn. Tối quá này đệ tử. À, cắm đuốc cho đệ tử nè. Cắm đuốc cho đệ tử. À, tối quá đệ tử không có thấy đường. Ơi, bây giờ nó đào nãy giờ thì biết đâu được có kim cương không ta? Kim cương nằm bên đây nè. Kim cương nằm bên đây, vậy bây giờ thì mình sẽ cắm đuốc bên đây. Rồi mình sẽ thử đào coi như thế nào. Kim cương nằm bên đây nè các bạn. Ok. À nè nè, thằng này nó tìm được kim cương rồi nè. Nè. Nó tìm được kim cương. Kim cương nè các bạn. À nè, có thấy chưa? Kim cương nè. Ok, thấy ngầu chưa? Anh ta đã tìm được kim cương, rất là ngầu. Wow. Thấy chưa? Quá dữ luôn các bạn. Và ở chỗ này hết kim cương bả rồi. Bây giờ làm sao đây? Hết kim cương rồi. Rồi lầm. Mình đói nữa các bạn, mình mới kêu tụi nó làm việc có một tí mà mình đã đói rồi. Mình không có làm mà mình đói chứ. Ok, nhưng mà có mấy đệ tử này nó đào cho mình cũng đỡ. Mình mới thấy kim cương nữa nè. Kim cương bên đây, đào quá. Hình như là hồi nãy có một thằng đào bên đây nè. Hình như hồi nãy bên đây có một đệ tử mà nó đào bên đây nè. Rồi mình sẽ đào bên đây luôn. Đó, trời ơi, quá dữ. Ủa, à đệ tử mình nè. Rồi đệ tử mình đây các bạn, để mình coi nó đào như thế nào. Rồi đào đi em, cố lên em. Rồi mình sẽ cho một cái thằng nào đó đào bên này luôn. Không, đào cái hướng này nè, đào hướng này nè. Oh man, no. Ok, từ, nó chưa có đào, hên quá. Ok, mình sợ là mình đặt lộn. Đó, nó đang đào nè, để cho nó đào đi. Mình phải tìm được kim cương các bạn. Ở đây mình có phát hiện kim cương rồi, bây giờ mình sẽ cho mấy thằng này nó đào. Không biết là thằng nào sẽ tìm được kim cương đây. Bây giờ nó đứng ba hướng, mình cũng không biết tìm sao luôn các bạn. Ở cái hướng này mắc kim cương rồi. Vậy là cái hướng bên đây, ơi, có khi nào nó đào được kim cương rồi không? Wow, kim cương đâu rồi? Mắc kim cương rồi các bạn ơi. Vậy là chắc thằng nào đào được rồi. Vãi, nó đào được thiệt hả ta? Ok, bây giờ là chỗ này mắc kim cương rồi. Bây giờ chỉ có là redstone nè. Và gì ngọc lưu ly thôi các bạn. Ok, nhưng mà mấy này nó đào đúng là bá đạo cho mình. Rồi đào tiếp đi em, cố lên. Ờ, vậy nếu mà nó đã lấy được kim cương rồi, bây giờ thì mình sẽ thử coi nha. Mình sẽ thử, pap, thằng nào lấy được? Thằng này chưa lấy được, vậy là thằng bên kia. Để coi thằng bên kia như thế nào. Cha. Được chưa, hay mà đi nhanh chưa? Cha. Đi. Cha. À, thì ra thằng này nó lấy được kim cương nữa các bạn. Nè. Đó, các bạn thấy kim cương trong kia chưa?
Nè bây giờ mình đã có 4 cục kim cương này nha. Các bạn nhìn nè, 4 cục kim cương nè. Bây giờ mình lụm thêm. Wow, nó đào được 6 viên kim cương nữa các bạn. Mình lên 10 viên rồi nè các bạn nhìn nè. Đó, 10 viên. Ồ, vậy là thằng này nó lụm được. Hàng gì mình thấy, ủa sao kim cương nó mất tiêu rồi. Wow, đã thiệt các bạn. Ok, rồi thôi. Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và các bạn thấy sao, mình có mấy đệ tử nó ngoan không? Mấy đệ tử này nó phụ mình làm việc này nọ nè các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Thì các bạn muốn có một cái thằng đệ tử giống mình không? Thì hãy comment để dưới cho mình biết nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.